Như thông tin mới đây, VFF đã yêu cầu VPF rà soát và thực hiện đầy đủ quy định về tiêu chí tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp theo quy định của AFC. Trong đó có việc sắp xếp để một trong ba câu lạc bộ của thủ đô Hà Nội di chuyển đến sân nhà mới khác sân Hàng Đẫy trong thời gian tới. Tuy nhiên, vì mới nhận được công văn của VPF nên các câu lạc bộ chưa thể có hồi âm. Hơn nữa, đây là vấn đề rất quan trọng nên các câu lạc bộ Hà Nội, Công an Hà Nội, Thể công Viettel cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Cơ quan chủ quản và lãnh đạo của ba câu lạc bộ nói trên có lẽ cần phải ngồi lại với nhau, đàm phán, bàn bạc để đi đến các giải quyết tốt nhất cho các bên. Chắc chắn sẽ phải có một đội phải chọn sân khác tại Hà Nội làm sân nhà. Hiện ở thủ đô, chỉ có hai sân đáp ứng được tiêu chí về sân bãi thi đấu bóng đá chuyên nghiệp là sân Hàng Đẫy và sân Mỹ Đình. Vì vậy, gần như chắc chắn đội bóng nào rời Hàng Đẫy sẽ chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà. Sân Mỹ Đình vừa hoàn thành vai trò là sân nhà của câu lạc bộ Hà Nội tại AFC Champions League 2023-2024.